mà con gặp người ta mà con không cười không chào là người ta nói ông vô thì cũng khó chịu quá. Ba bà kia sao lắm, còn con lương con đi xe máy rất là yếu, nhưng cho là con đi xe máy tệ lắm, con chạy mà con ham nhìn sông nhìn núi gì đó, con vào chiếc xe của họ rửa cái biển số luôn, rửa cái biển số luôn. Biển số của họ rửa chứ. Nghe đi, đi tham quan á mà gặp nhiều cô mà không có vui có duyên smile là mình mệt hết. Con này đi mà có cô đi mà vui mà nói chuyện dễ thương nữa thì mình sẽ không có mệt, mình giảm được mệt. Tự nhiên vậy người ta bảo hướng dẫn viên là linh hồn của chuyến đi đúng ba. Rồi nãy chưa thấy con miền kia đi đi mà không đem nước uống là nãy giờ thì gặp đi. Nãy giờ thẻ cũng được luôn. Em có sợ phải đi thôi. Nãy giờ cũng có hơi còn tốt. Em mà buồn, ví dụ khách năm mới em mong được em cũng buồn lắm. Vì thứ nhất mình sợ bị bắt qua Trung Quốc bán. Bán nước uống được nhiều mà bị bán không? Ví dụ cái chuyện nước mà người ta bảo thuốc lắm bị bắt qua Trung Quốc bán ra. Thứ hai nữa là mình uống nước là mình sẽ bị mắc bà. Mắc tay mà để cả đoàn đời một người đi tè là kỳ quá. Mình đi thì mình sẽ đi bệnh. Rồi thôi, em đi xin nghề nghiệp của em ơi, em đi xin nghề nghiệp qua đi. Rồi là một ngày một nước luôn hả? Ờ, thấy thử sáng giờ đâu có uống nước đâu. Trời ơi, đi làm cái em giờ này nước phải uống. Người ta đã học qua một khóa rồi. Nhưng mà nói chuyện nhiều quá cũng khó khổ. Dạ thì khóc khổ quá, nhưng mà em như em đi em đội gì em nè, em cũng uống hết một chai. Bác sĩ bảo là một là chích rau trong cổ luôn, hai là phải đi cắt, nhưng mà cắt xong rồi sẽ nghỉ chứ. Cho nên là không, bác sĩ có kêu em là hỏi lại hay là nghỉ ngơi nha.